Rồi, em xin chào mọi người nhé. Hôm nay cửa hàng em dọn xong một con Sinowa này. Con này rất là VIP nhé. Sinowa E415AV mọi người ơi. Ghim gỗ này. Máy mặt tiền rất là đẹp nhé. Đây, lam xích thì bên em lên lam xích mới nhé. Đặc biệt lam xích của nó xích zin chung 325 mọi người ơi. Đó, máy rất là đẹp này. Hai ốc chân lam xịn sò này. Ừ, con này gọi là hàng siêu lướt bên em nhé. Rất là đẹp các bác ơi. Này, ốc khác này. Máy quá VIP luôn. Nó mới rồi, đó mọi người nhìn thấy không? Đó, rất là mới này. Đó. Quá đẹp luôn. Thằng này hàng đi khai thác tầm trung nhá. Cắt xẻ gỗ là thoải mái nha mọi người nhé. Cắt cực kỳ ngon luôn. Đó. Đấy, em vừa cưa mấy cái máy kia nó bụi vô chứ thực tế nó rất là mới nha mọi người nhá, nước sơn mọi người. Rất là mới này, đây hơi chảy một tí này. Đó. Rất là đẹp nhé, series tem máy nằm đây nha. Đó. Con này rơi tầm khoảng 41cc nha có rồi, cắt cực kỳ khỏe nha. Rồi, em sẽ cưa thử cho các bác xem trải nghiệm con máy nhé. Con này thì em không rõ nòng bao nhiêu nhưng mà trên 40 ly các bác ơi. Rất là mới nha các bác. Con này bên em bán là 4 củ 2 các bác ơi. Bác nào có nhu cầu mua con này về khai thác cắt nhiều thì liên hệ bên em nhé. Cảm ơn các bác ạ.